kênh Quân sự Việt Nam tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn tập 13 Số phận những chiến sĩ vận tải xăng dầu trong rừng Trường Sơn của tác giả Hồ Sĩ Mậu. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trạm bơm B5 đặt trên một chuyển đồi thấp. Địa hình từ Bàn Cọ đến Quỳ Sáu không nhiều đèo dốc nên thi công không quá vất vả. Tuy nhiên, để tuyến ống tránh xa đường ô tô, hầu hết ống được chuyển vào đây bằng đôi vai chiến sĩ. Bộ Tư lệnh 559 đã huy động lực lượng hai binh trạm cật lực 2 tháng trời mới hoàn thành. Đầu Bắc, kho Q5 và trạm bơm B4 đã bị bom cày đi xới lại nhiều lần mà vẫn đứng vững. Đầu Năm, kho Q6 ở Bắc đường số 9 đã bị bom cày tung một hố bể, nhưng chưa có xăng lên nên chưa bị cháy. Tuy nhiên, Ngọc cho rằng những chiếc ống nằm ngổn ngang sau trận oanh tạc rất có thể đã làm cho không quân Mỹ bán tín bán nghi rằng họ đã đánh trúng tuyến ống. Những trận đánh dọc theo đường mòn thăm dò này ngày càng dày, nhưng chưa lần nào địch đánh trúng tuyến. Nhờ vậy, ta đã vận hành chót lọt được mấy đợt, xe đã có thể nhận xăng ở đường 9. Trạm bơm B5 được làm khá đẹp, 4 trụ gỗ là những thân cây đường kính tới 30 phân. Dàn máy được ken bằng những đoạn cây đều tằm tắp, đổ đất dày 30 phân để chống bom bi. Trạm bơm đặt dưới tán cây kín đáo. Ống đoạn tuyến này cũng được chôn giấu cẩn thận. Ngọc ở đây vài ngày để kiểm tra các tham số của trạm bơm khi vận hành. Quy là một cán bộ ít nói nhưng cẩn thận. Điều ấy được thể hiện rất rõ trong việc ghi chép nhật ký vận hành. Sang ngày làm việc thứ hai, Ngọc cơ bản ghi chép đầy đủ các tham số. Cứ đà này thì chỉ nuốt hôm nay là xong. Đợt vận hành đã ổn định được hơn 4 tiếng, chỉ 1 giờ nữa là hoàn thành. Bỗng chiếc tàu cảng đang bay trinh sát dọc đường mòn vòng trở lại. Có thể nó đã phát hiện ra điều gì đó chăng? Con đường đoạn này đi qua nương rẫy bản cũ nên địa hình khá trống trải. Hầu hết là cây cộng sản chỉ cao quá đầu người một chút. Lính đi bộ dưới trời nắng bất cần có thể bị phát hiện. Nhiều khi chỉ là ánh thép của khẩu súng vác trên vai hoặc đi bộ lộ liễu giữa bãi trống. Không sai, chiếc tàu cảng thu hẹp dần vòng lượn và bắn một quả đạn khói. Bầu trời trong xanh bỗng chốc bị xé nát bởi một lũ phản lực bầu đến. Những tiếng rít ghê rợn và những loạt bom thi nhau dội xuống con đường mòn mảnh mai. Áp suất trên đồng hồ tụt về gần số 0. Quy thét vào máy, khu vực B5 bị bom. Đứt tuyến, cho ngừng bơm ngay. B4 nghe rõ, sẽ tắt. Một loạt bom tiếp theo, đường dây đứt. May sao không có đám cháy. Quy thở phào, chỉ đứt tuyến nhưng không cháy. Hy vọng tuyến chưa bị lộ. Khi tiếng bom ngừng hẳn, Quy cầm cả lê quay nhanh ra lệnh trung đội phó trực máy. Hai cậu theo tôi. Ba người lao ra khỏi trạm bơm. Ngọc chạy theo. Hiểu được anh em khắc phục sự cố khi vận hành là điều rất có ích. Ống không bị chặt đứt, nhưng quả bom nổ gần đã giật mạnh đến mức bật tung bù lông ở ngoảm nối. Tuyến đã ngừng vận hành, xăng trong ống chảy rộng xuống một hố bom cách đó chừng chục mét. Bốn người hè nhau chỉnh ống vào vị trí, thay ngoằm vào chiếc ốc. Công việc gần xong thì chiếc tàu cảng quay lại, vò vè trên trời. Quy ra lệnh, mọi người tản ra, vào hầm trú ẩn ngay. Tôi sẽ xiết nốt con ốc này rồi vào sau. Ba người luồn qua mấy tán cây, núp vào một cái hầm chữ A đảo sẵn. Rất có thể chiếc tàu cảng chưa phát hiện được họ, vì chỗ Quy đứng có mấy cái cây tre. Khi họ vào hầm rồi, bỗng chỗ Quy đứng phun lên một luồng xăng hình rẻ quạt. Xăng tươi lên người Quy ướt sũng từ mái tóc đến bộ quần áo trên người, đôi giày và dưới chân. Xăng từ một đỉnh cao nào đó giờ mới chảy đến đây. Quy cố sức siết chặt các con ốc, cái rẻ quạt thu nhỏ dần lại. Giữa lúc ấy, một loạt bom bị nổ. Cái hố bom chứa đầy xăng, cái hố Quy đứng chứa đầy xăng và người Quy đang như tắm trong xăng. Tất cả bùng cháy, Quy thành một khối lửa. Khối lửa ấy bật lên khỏi hố, rồi gục xuống bất động. Trời ơi, Quy ơi! Cả ba người xót xa bất lực nhìn khối lửa ấy cứ cháy rừng rực giữa biển lửa như nung, không gian gian dạt, ngột ngạt. Tiếng bom rít, bom nổ bốn bể, thi thể cả Quy là một khối đen như than. Hai người lính ôm xác nghẹn ngào, sao anh không vào hầm với chúng em? Anh chết tức tưởi thế nào sao anh Quy ơi? Khi thi thể Quy được đặt trước trạm bơm, cả tiểu đội canh máy bơm khóc gào như xé. Đủ biết sinh thời, Quy đã được anh em quý đến mức nào. Ngọc là cán bộ kỹ thuật của công trường, nhưng do đặc điểm công việc, anh thường nằm với các đại đội, chứng kiến nhiều sự hy sinh. Vậy mà trong tiếng khóc xé ruột của những chàng trai, anh cũng không sao cầm lòng được.
Người quy đặt ở đầu dốc, gần ngôi mộ của người lính bị bò cạp cắn. Trong thế giới âm, anh sẽ không cô đơn. Ở đấy, anh em đi tuyến sẽ qua lại thường xuyên. Phần dương, anh sẽ có hơi ấm của anh em trong trung đội. Tháng 7 năm 1970, khi tuyến đường ống giã chiến đã chứng tỏ được sức sống của mình trên những vùng ác liệt nhất, chân hàng xăng viện trợ của các nước bạn đảm bảo được ở phía Bắc, chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng xây dựng và vận hành hệ thống tuyến đường ống từ biên giới vào đến chiến trường. Trên tuyến hướng đông, tiểu đoàn 66 vẫn bám trụ kiên cường, đặc biệt là trọng điểm Pha Bang. Xăng đã vào Q7, tuyến tiếp tục phát triển về phía trong. Đường ống dẫn dầu là một phương thức vận tải hiện đại, đòi hỏi tính thống nhất và tính hệ thống rất cao. Nhưng tuyến đường ống ở đây đang có sự quản lý, chỉ huy khá phân tán. Binh trạm 90, chỉ huy tiểu đoàn các vấn đề kỹ thuật lại được giải quyết bởi công trưởng 181. Nay lại có thêm tiểu đoàn 96 do Bộ Tư lệnh 559 mới điều từ hướng Tây sang. Để phát huy hết sức mạnh của phương thức vận tải đường ống, đến cuối mùa mưa, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trung đoàn 952, Trung đoàn đường ống đầu tiên của đoàn 559. Trung đoàn sẽ gồm tiểu đoàn 66, tiểu đoàn 96 và bổ sung về thêm một tiểu đoàn 69. Hôm tập trung ra mắt ban chỉ huy trung đoàn, Lê Trọng rất mừng vì hầu hết mọi người đều đã biết nhau trên tuyến X-42, tuyến hướng Tây và hướng Đông. Hầu hết bộ máy của công trưởng 181 được chuyển về trung đoàn 952. Ban kỹ thuật trừ Hải và Thanh được điều ra tuyến ngoài, còn lại đều được điều động về trung đoàn. Trung đoàn trưởng Lê Trọng, trung đoàn phó Đặng Văn Thế đều là những cán bộ dày dặn kinh nghiệm ngay từ khi đặt những chiếc ống đầu tiên của bộ đội đường ống Việt Nam. Họ cũng là những người đủ sức chịu đựng những thử lửa khốc liệt nhất. Chủ nhiệm chính trị không ai khác là ông Hoàng Trần. Hoàng Trần đã chữa khỏi vết thương ở mông, giờ lại phương phi, béo tốt. Huynh, chính ủy trung đoàn là một gương mặt mới, dáng người nhỏ nhắn, tính tình vui vẻ. Đăng Tùng, trung đoàn phó cũng là một gương mặt mới. Ông dáng cao gầy với cái chán rô của người không ngán gì bom đạn. Giữa nơi ác liệt này, sự xuất hiện của một người chỉ huy như thế khiến mọi người vững tâm hơn. Việc đầu tiên mà trung đoàn 952 phải giải quyết là tìm cách để xăng có thể bơm qua trọng điểm Pha Bang với hiệu suất chấp nhận được. Vì mấy tháng này, các đợt vận hành đều đạt hiệu suất dưới 50%, nghĩa là hơn nửa số xăng rút khỏi Q200 đã cháy hoặc đổ xuống các hố bom, sông suối. Cuộc họp chỉ huy trung đoàn mở rộng bàn việc đưa xăng vượt qua cửa tử Pha Bang, kéo dài hết buổi sáng. Tấm bản đồ tuyến ống qua trọng điểm Pha Bang đã được trở nên quen thuộc với hầu hết những người trong cuộc họp, nhưng mỗi người chỉ hiểu trọng điểm theo chức năng, vị trí của mình. Hôm nay, lần đầu tiên họ được nghe tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 66 báo cáo lại toàn bộ diễn biến tình hình kể từ ngày 22 tháng 12 năm 1969, khi dòng xăng lần đầu vào kho, hang Bàn Cỏ, những trận đánh phá ác liệt, thương vong của bộ đội ta. Việc nắn tuyến ra sau lẻn đá ở phía Bắc, thủ đoạn đánh phá của địch được tiểu đoàn trưởng trình bày mạch lạc một cách hệ thống. Phần cuối báo cáo, tiểu đoàn trưởng nhấn mạnh mùa khô 1969-1970, đường 18 là hướng Nghi Bình mà các trọng điểm Pha Bang 900-700 đã bị đánh phá rất nặng nề. Mùa khô này, khi đường 18 được sửa sang cơ bản và trở thành một hướng vận tải chủ yếu thì mật độ đánh phá của địch càng quyết liệt hơn. Chỉ riêng tháng 11, địch huy động 387 lần chiếc máy bay B-52 sai tham lên trọng điểm, trong đó có 91 lần trúng tuyến ống. Việc bơm xăng vượt qua trọng điểm Pha Bang đang vô cùng khó khăn. Số ống phải thay cộng lại đã dài gấp đôi chiều dài tuyến ống qua trọng điểm. Thậm chí, nếu cứ giữ nguyên tuyến và chiến thuật vận hành như hiện nay thì có nguy cơ đường ống không hoàn thành việc đảm bảo xăng cho các nhiệm vụ trong mùa khô này. Sau báo cáo của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 66, các cơ quan lần lượt tham gia ý kiến. Lê Trọng chăm chú nghe, ghi chép cẩn thận, đánh dấu các ý kiến cần lưu ý. Ông không hề cắt ngang các ý kiến phát biểu. Ông từng chỉ huy thi công, vận hành tuyến hướng Tây, làm phái viên của Tổng cục Hoạch Địch tuyến Q5 đến Q6. Ông hiểu rất rõ nhiệm vụ nặng nề của mình. Tháng 6 năm 1970, Quân ủy Trung ương đã ra nghị quyết củng cố vững chắc tuyến 559 với các phương thức vận chuyển đường bộ, đường ống, đường sông. Một số đơn vị cấp sư đoàn của Bộ đội Tình nguyện Việt Nam ở Lào cũng được sát nhập vào 559. Mùa khô này, toàn đoàn có trên 6.500 đầu xe hoạt động, trên 1.000 thiết bị làm đường,
giả phá bom mìn và hàng nghìn thiết bị kỹ thuật khác. Đó là chưa kể những đoàn xe và binh khí kỹ thuật chạy thẳng từ hậu phương qua tuyến vận tải 559 vào các chiến trường. Vấn đề đảm bảo xăng dầu không còn là câu chuyện của những chiếc xe chở phi hay xe phét đơn độc chạy trên đường, mà phải được cung cấp với cường độ của phương thức vận chuyển đường ống. Việc thành lập trung đoàn 952 là một biện pháp trong tổng thể các biện pháp đồng bộ để cung cấp xăng dầu từ hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn. Cấp trên đã tin tưởng đặt ông vào nơi nóng nhất, khó nhất. Điều đó có thể hiện sự tiến nhiệm đối với ông, nhưng cũng đặt lên vai ông trách nhiệm rất nặng nề. Ông đã cùng anh em vượt qua thử thách khốc liệt ở trọng điểm 050, cũng những con người ấy này đã dạn dày bom đạn, dạn dày kinh nghiệm xử lý kỹ thuật, không có lý do gì cam chịu thất bại. Ông chăm chú nhìn lên tấm bản đồ trọng điểm Phà Bằng. Trên đó, đường ô tô đã được nắn đi, nắn lại qua các trận đánh phá, như một búi dây màu đỏ. Con đường ống như một sợi chỉ đỏ màu đen luồn qua các bãi bom nổ chậm, bom từ trường dày đặc. Sự ác liệt của trọng điểm Phà Bằng không phải lạ lẫm gì đối với ông, vì ông đã vài lần ngồi xe vượt qua trọng điểm, và chính ông đã đối mặt với cái chết. Chứng kiến sự hy sinh của Trung tá Quang Trung, ông khâm phục sự dũng cảm, chịu đựng và khôn ngoan của các cán bộ chiến sĩ trên tuyến ống. Tuy nhiên, rõ ràng làm như vừa rồi vẫn là chưa đủ trước sự ngăn chặn hủy diệt của không lực Hoa Kỳ. Sau khi tổng hợp mọi ý kiến, ông kết luận cuộc họp một cách chậm rãi, Phà Bằng là nơi đụng đầu giữa hai khối quyết tâm. Chúng ta quyết tâm bơm xăng đường ống vượt qua trọng điểm. Ngược lại, không lực Hoa Kỳ quyết tâm ngăn chặn bằng tất cả mọi biện pháp có thể. Bởi vậy, sự hy sinh ác liệt tại đây là đương nhiên. Vấn đề bây giờ là ta phải bàn tới các biện pháp khôn ngoan hơn nữa, gàn góc hơn nữa mới hy vọng giành phần thắng. Chúng ta không thể tham vọng không có xăng cháy, không có hy sinh. Điều quan trọng bây giờ là phải cố gắng để nâng cao hiệu suất vận hành, không thể để ở tình trạng 20-30%, thậm chí mất trắng như hiện nay. Các đồng chí cũng phải hiểu cho, mỗi lít xăng vào đến đây là kết quả của sự thắt lưng, buộc bụng của hậu phương, của sự chi viện vô cùng quý báu của các nước anh em, xương máu bộ đội, thanh niên xung phong và nhân dân. Nói đến đây, ông không kìm được xúc động, biết bao người lính đã ngã xuống dọc tuyến đường ống. Và bây giờ đây, trước mắt ông, những sĩ quan, kỹ sư vẫn còn nguyên vẹn nhiệt huyết, quyết tâm, nhưng hốc hác, xanh xao vì thiếu ăn, vì phải qua những trận chiến đấu căng thẳng, vì sốt rét rừng. Rồi đây, ông lại cùng họ lao vào cuộc chiến đấu mới không cần sức với bom đạn kẻ thù. Lê Trọng nói tiếp, để có thể thắng trong trận này, ta phải giải quyết đồng bộ cả ba vấn đề, chiến thuật, kỹ thuật và chính trị tư tưởng. Ông chỉ lên tấm bản đồ dày đặc các ký hiệu bom đạn. Tuyến ống đã nắn ra phía sau lẻn đá phía bắc trọng điểm Phà Bằng, nhưng đã bị lộ và khó tránh được vạ lây khi B-52 đánh vào các đoàn xe. Đã hơn một năm nay, đường sông qua đây ngừng hoạt động nên trọng điểm tập trung ở phía bắc sông Sê Bang Hiêng. Bây giờ chúng ta nắn tuyến sang phía nam sông. Ở đó có một dẻo đất tương đối phẳng chạy dọc theo sông có thể giấu tuyến, hy vọng giảm được sự vạ lây khi bom đánh đường ô tô. Nhưng điều quan trọng nhất là tạo bất ngờ cho địch. Đây cũng là gợi ý của tư lệnh đồng sĩ Nguyên. Về chiến thuật vận hành, chúng ta cũng phải điều chỉnh lại, không lót nước giữa các đợt vận hành nữa, vì việc lót nước sẽ làm mất thời cơ vận hành và làm ảnh hưởng đến chất lượng xăng. Vấn đề cuối cùng, vấn đề tư tưởng. Chúng ta đã vài lần nắn tuyến nhưng đã không thành công. Lần này phải thi công 7 cây số trong điều kiện địch đánh phá cực kỳ ác liệt. OV-10 liên tục trinh sát trên không, cần quán triệt tốt hơn nữa nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ trên công trường. Tôi yêu cầu cán bộ chỉ huy, cán bộ kỹ thuật, cán bộ hậu cần, chính trị, tất cả các cấp phải thay nhau có mặt trên công trường để chỉ huy bộ đội, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Cả trung đoàn phải coi đây như một chiến dịch. Kế đó, Lê Trọng giao nhiệm vụ cho từng cơ quan về lập kế hoạch chi tiết. Ông đã thổi vào những người dự họp một khí thế mới trong nhiệm vụ mới. Lan lên công tác ở cơ quan trung đoàn được vài tháng thì nhận được quyết định phục viên. Tính đến hôm nay, cô đã được phục vụ trên tuyến đường ống được 3 năm. Gần 2 năm bám trụ trên trọng điểm Phà Bằng đã làm Lan thay đổi nhiều quá. Nước da nó nà xưa, nay đã xanh xao. Mái tóc gội bom, gội đạn, gội gió, gội xương đã rụng mất nhiều sau những cơn sốt rét. Còn đầu óng mượt như xưa. Những lần vác ống thi công, cứu tuyến đã lấy đi cái eo thon thả.
cũng không còn đôi bàn chân mà các bạn cùng lớp hay gọi là gót sen đài cát. Nó đã nứt nẻ, chai sạn vì băng qua đạn bom, treo đèo lội suối. Không ít lần, soi bóng xuống dòng suối, Lan giật mình bàng hoàng vì sự thay đổi của mình. Em đã thay đổi nhiều quá rồi anh ơi, nhưng em vẫn thấy cuộc đời đẹp quá. Em đã có anh, những lúc được trong vòng tay anh, những lúc được nhớ anh, cả những lúc cận kề cái chết, em vẫn có anh. Mấy người con gái Trường Sơn được như em đâu anh. Em biết ơn anh nhiều lắm. Bây giờ cầm trong tay quyết định này, sao em chẳng thấy vui. Em bỗng rùng mình, lo sợ tình yêu tuột khỏi tay. Tình yêu của chúng mình được nhen lên từ khói đạn, từ gian khổ ác liệt, đâu có giống thứ tình yêu mộng mơ dễ vỡ như pha lê. Nhưng anh ơi, em vẫn lo lắng, em có giữ được anh mãi mãi trong cuộc đời này không, khi mà bom đạn có thể cướp anh của em đi bất cứ lúc nào. Rồi nữa, sau đây sẽ có một lớp con gái trẻ đẹp vào thay thế chúng em. Anh đẹp trai thế, kiêu hùng thế, trước những ánh mắt khát khao của mấy cô gái trẻ, anh còn nhớ đến em nữa không? Xa hơn nữa, cuộc chiến tranh này còn dài lắm. Mai này anh trở về, tuổi xuân của em đã qua đi, anh còn thương yêu em nữa không? Trời ơi, sao ruột gan em rối bời thế này? Không hiểu khi biết em nhận được quyết định phục viên, anh sẽ ra sao? Ôi, giá như chúng mình đã thành chồng vợ, giá như em có với anh một đứa con. Cuộc đời người con gái trong chiến tranh cũng mong manh lắm anh ơi. Nhận được tin báo Lan đã có quyết định phục viên, Đỉnh đi như chạy về trung đoàn bộ. Lòng anh cũng ngổn ngang không kém. Anh mừng vì em đã hoàn thành nhiệm vụ, trở lại hậu phương yên bình. Anh sẽ không còn phải lo bom đạn cướp mất em của anh. Em ơi, đường từ đây ra ngoài ấy cũng còn gian truân lắm, mong sao em được bình an. Thế là từ nay trong cuộc sống luôn đối mặt với cái chết này, anh không còn em bên cạnh. Anh không còn được nghe những lời lo lắng ngọt ngào của em mỗi khi bom đánh về phía cửa mở. Anh sẽ không còn được nghe những lời hờn giận cùng những giọt nước mắt xót xa của em khi em biết anh liều lĩnh trong bom đạn. Từ nay, mỗi khi tìm được nhành phong lan rừng, anh cũng chẳng còn cơ hội đến tặng em trong lấm lem bùn đất và khói bom. Và nữa, em xinh đẹp thế, ra hậu phương, khi những cơn đói, cơn sốt rét rừng đã lùi đi, em lại óng à, nón nà, liệu rồi em còn nhớ đến anh. Họ gặp nhau bên bờ suối, nàng khóc nấc, họ ôm chặt lấy nhau như sợ bỗng có một lý do nào đó, họ mất nhau. Anh ơi, em đi rồi, anh còn nhớ đến em nữa không? Em đừng nói thế, anh yêu em như thế nào, em biết rồi mà. Mai đây những cô gái khác trẻ đẹp vào thay chúng em, anh có còn nhớ em không? Anh đang dỗi lòng vì phải xa em, sao em cứ hỏi những câu như thế? Anh có giữ mình để còn trở về với em không? Bom đạn biết thế nào mà nói hả em? Nhưng em tin rằng từ nay trong mạng sống của anh có một phần của em đó. Em lại khóc rồi. Cuộc sống của anh, từ cái hôm anh và Hiến mang bao gạo vào cho trung đội gái, em đã là một phần không thể thiếu của anh rồi. Anh ơi, em muốn làm vợ anh. Nghe câu ấy, Đỉnh như nghẹt thở. Anh ôm chặt nàng vào lòng hơn. Hơi thở của nàng trở nên gấp gáp. Đỉnh cảm thấy không gian bỗng trở nên say ngắt lạ thường. Không còn tiếng vo ve của chiếc tàu cảng, không còn tiếng bom gần thép. Tất cả sao đáng yêu thế. Dòng suối róc rách, tiếng chim, tiếng gió. Trời ơi, bỏ những ngày anh mong, anh đợi. Lan ơi, anh biết ơn em. Nếu em đồng ý, mình sẽ đề nghị đơn vị tổ chức lễ cưới trước hôm em đi. Hiếm lắm ở chiến trường có một đám cưới như của chúng mình. Anh ơi, em là của anh là của em. Mình hãy giữ gìn cho nhau anh nhé. Ngay ngày mai, chúng mình sẽ lên báo cáo thủ trưởng. Chàng trai và cô gái quân phục chỉnh tề đứng trước phòng làm việc của chủ nhiệm chính trị trung đoàn. Ai đi qua cũng khen họ đẹp đôi. Trang trải cao lớn, mặt vuông chữ điển, đôi mắt sáng và quả cảm. Cô gái khuôn mặt trái xoan, lông mi dài, dáng cao rong ròng. Chiếc áo quân phục bó sát người, tuy không còn thật thon gọn, nhưng vẫn còn dáng dấp của một người thắt đáy lưng ong. Họ gõ cửa. Phía sau cánh cửa, một giọng nói oai vệ và lịch sự. Mời vào. Đôi trai gái rụt rè bước vào. Chúng em chào thủ trưởng. Cô cậu có việc gì vậy? Báo cáo thủ trưởng, tôi là Nguyễn Đình, tiểu đội trưởng ở cửa 10, trọng điểm pha bằng. Tôi lên có mang theo thư của chính trị viên tiểu đoàn. Còn đây là đồng chí Phạm Hoàng Lan, chức canh văn ở cửa 11, mới lên công tác ở cơ quan chính trị trung đoàn. Chúng tôi yêu nhau đã được 2 năm.
Nay Lan có quyết định phục viên, chúng tôi liền báo cáo và đề nghị thủ trưởng cho chúng tôi tổ chức lễ cưới để Lan yên tâm trở về hậu phương. Thế hà, tốt, mời có cậu ngồi. Chủ nhiệm chính trị Hoàng Trần chỉ cho họ ngồi xuống chiếc ghế bằng 2 giây, bương ghép lại. Rồi ông chăm chú đọc lá thư của chính trị viên tiểu đoàn 66. Kính gửi anh Hoàng Trần, tôi giới thiệu với anh cậu Đình, tiểu đội trưởng ở cửa 10 và cô Lan ở cửa 11, nay là nhân viên ban chính trị. Họ đều là những chiến sĩ rất dũng cảm, sông sáo. 2 năm nay, Đình và Lan đã tìm hiểu và yêu thương nhau. Tôi đã biết điều này và ủng hộ cho hai đứa. Này cô Lan có quyết định phục viên. Hai đứa muốn đơn vị tổ chức lễ cưới để cô Lan về hậu phương yên tâm. Tôi thấy đây là nguyện vọng chính đáng, mong anh ủng hộ việc này. Nếu anh đồng ý thì cấp cho chúng một cái giấy chứng nhận. Lễ cưới có thể tổ chức ở tiểu đoàn hoặc trung đoàn thì tùy anh. Chúc anh khỏe. Kính thư, Trần Đình. Hoàng Trần đặt lá thư xuống, lặng lẽ quan sát đôi trẻ. Cậu thanh niên này đẹp trai quá, cô bé cũng khá xinh, nhưng trông đã già hơn so với cậu ta. Bây giờ đã vậy, sau này sẽ ra sao? Khi cái tuổi đó đuổi xuân đi rồi thì cô ấy có còn hạnh phúc nữa không? Chắc chắn là không. Còn nếu chúng nó thực sự yêu thương nhau thì để hòa bình, trở về, lúc ấy cưới đâu có muộn. Thêm nữa, giữa lúc bom đạn bời bời, cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn ngày nào cũng có thương vong, thì việc tổ chức lễ cưới tránh sao khỏi ảnh hưởng tới tinh thần bộ đội. Bởi vậy, không thể để chúng nó cưới nhau ở đơn vị được. Cái cậu Trần Đình này bị tình cảm chi phối quá, chỉ thấy cái trước mắt mà không thấy cái lâu dài xa hơn cho bọn trẻ. Hoàng Trần hít một hơi dài và nói hết ý nghĩ của mình. Ông Đình Đình đôi trẻ sẽ biết ơn ông. Nào ngờ, khi ông dứt lời, mặt cô gái tái đi, suýt nữa quỵ xuống. Ông không biết một trong những lý do để cô gái được phục viên chính là bệnh tim của cô. Đình đỡ cô gái ngồi dựa vào vách. Chính anh cũng không thể hình dung câu chuyện lại diễn ra như thế này. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã yêu thương nhau cả lúc vui và lúc cận kề cái chết. Chúng tôi đã thề trọn đời bên nhau, ngay cả cho dù ngay hôm nay hay ngày mai, một trong hai chúng tôi không may bị thương, mù mắt, cụt tay chân, thì chúng tôi vẫn có nhau. Mong thủ trưởng cho chúng tôi một cái giấy của đơn vị xác nhận chúng tôi đã là vợ chồng. Này Đình ơi, xét về kinh nghiệm sống thì chắc chắn cậu không bằng tôi. Cậu còn lý thuyết lắm. Tôi đã chứng kiến nhiều sự bất hạnh của những cô gái lấy chồng trẻ. Nếu cậu thực sự thương cô ấy thì hãy cho cậu thời gian để chiêm nghiệm. Biết đâu ra hậu phương cô ấy lại tìm được một hạnh phúc bền lâu hơn. Cậu thấy tôi nói đúng chứ? Hứ? Đến lượt Đình tái mặt. Ông ta đã xúc phạm em Lan của anh, xúc phạm cả anh nữa. Đình quên hết lễ tiết trên dưới. Thưa thủ trưởng, tình yêu của chúng tôi đâu phải do thủ trưởng quyết định. Cái mảnh giấy chứng thực của đơn vị, dù có hay không thì chúng tôi cũng đã thuộc về nhau rồi. Và lại, chúng tôi yêu nhau có gì là bất chính đâu. Chính trị viên tiểu đoàn cũng ủng hộ tình yêu của chúng tôi. Sao, cậu có chính trị viên tiểu đoàn của cậu hơn tôi? Tôi có thể cách chức cả chính trị viên của cậu. Cậu hiểu không? Ừ? Thôi, tôi không nói lại nữa. Cô cậu hãy về suy nghĩ những điều tôi nói. Đôi trai gái lặng lẽ ra khỏi phòng của chủ nhiệm Hoàng Trần. Người Lan đã rũ xuống như tàu lá héo. Hoàng Trần bỗng cảm thấy thương họ. Họ trẻ quá, đâu hiểu hết sự đời. Chắc chắn, theo thời gian, họ sẽ hiểu ông hơn. Ông tự thấy hài lòng vì mình đã làm một việc đúng. Làm công tác chính trị là phải biết nhìn xa như vậy. Đình dìu Lan về tận lán. Âu yếm đỡ cô nằm xuống. Lan run rẩy. Anh ơi, anh đừng bao giờ bỏ em, anh nhé. Đình nắm chặt tay nàng trong bàn tay thô ráp của mình. Anh hôn lên những ngón tay thon dài, xanh xao. Thôi đừng buồn nữa. Họ có nói gì thì chúng mình cũng đã thuộc về nhau rồi. Nói dại, em ra ngoài ấy, ở trong này, dù bom có xé anh thành trăm mảnh thì trong mỗi mẫu thịt xương của anh nằm lại giữa đại ngàn Trường Sơn này đều thấm đẫm tình yêu của anh với em. Ngày hôm sau, Lan lên đường trở về. Chính trị viên đại đội cho phép Đình tiễn cô gái đến hết địa phận của tiểu đoàn. Đó là một việc làm vượt quyền. Nhất là trước đó, Đình đã bị kỷ luật cảnh cáo vì dung túng cho đồng đội bỏ ngũ. Con đường vượt của họ vẫn là lối đi quen thuộc dọc theo tuyến ống. Họ đi qua những nơi đầy in dấu của tình yêu. Đây là nơi lần đầu em tiễn anh và anh Hiến. Đây là nơi em đã quỵ xuống vì anh đã thoát chết trong loạt bom tỏa độ, mang đến cho em cảnh hoa phong lan bề bết đất và khét bùi phói bom.
Lan bẻ một nhánh ha rừng cắm lên mộ Thoan. Thoan ơi, chúng ta đã có ở đây một đoạn đời tuổi trẻ gian lao mà hào hùng, nhưng em đã nằm đây mãi mãi với tuổi 18. Chị thì trở về mang trong mình bệnh tim, sốt rét, nhan sắc tàn phai, nhưng chị có tình yêu, chị có anh Đình. Thế là so với em và những người mang tuổi xuân xuống lòng đất mà chưa biết đến một cái hôn, một cái nắm tay của người con trai thì chị đã hạnh phúc lắm rồi. Lan nghẹn ngào, Thoan ơi, nằm lại đây em nhé. Dù năm tháng có qua đi, dù chiến tranh rồi sẽ lùi xa, thì những người thất lòng chôn đồng đội cùng tuổi xanh của họ trên đại ngàn này chẳng biết nỗi đau rồi có nguôi ngoai. Đêm xuống, đôi trẻ nghỉ lại trong một cái lán cũ bên dòng suối. Đình lấy tăng lợp lên cái khung của căn nhà Âu. Anh dọn dẹp thật sạch sẽ cái sạp nằm. Không ai có thể ngăn cấm tình yêu. Ánh trăng lọt qua tán lá, vẽ lên mái tăng những khoanh tròn như những bông hoa trang điểm cho giường tân hôn của họ. Họ đã trao cho nhau tất cả niềm yêu thương, tận hưởng mọi hạnh phúc mà cả hai cùng có ruột nén bấy lâu, vì sợ bị kỷ luật, vì sợ cái điều người ta vẫn kiêng kỵ ở chiến trường. Không còn bất kỳ một sức mạnh nào có thể ngăn nổi họ. Họ thuộc về nhau, để rồi từ đây, dù chiến tranh diễn ra thế nào, dù bất hạnh đến với mỗi người ra sao, họ vẫn có nhau để đi hết cuộc đời. Tiếng những con chim rừng xíu xiết đánh thức Đình dậy. Bên anh, Lan vẫn say trong giấc ngủ, khuôn mặt xanh xao nhưng tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Chẳng có giấy chứng nhận của đơn vị, anh sẽ gửi lá thư này về cho cha mẹ để em được nhận làm con dâu. Cầu trời, đêm qua, đêm hạnh phúc, thần tiên của chúng mình sẽ đơm hoa kết trái. Đình mơ thấy khi anh trở về, bước qua cái cổng xây cổ kính phía sau lăng hoàng cao khải, sẽ có một cậu bé lon ton chạy ra chào bố. Anh sẽ ôm cả nó và Lan vào vòng tay trận mạc của mình. Anh vừa viết thư về nhà, vừa ngắm Lan. Mong sao em ra đến hậu phương bảo trọng và cố gắng gìn giữ những gì chúng mình đã có. Theo báo cáo của tiểu đoàn 66, thì bờ nam Sê Bang Hiêng trong khu vực trọng điểm Phà Bang lâu nay ít bị dính bom B-52 hơn vì tuyến đường ô tô và tuyến ống có xu hướng đi sát chân núi phía Bắc. Tuy nhiên, bờ nam sông là khu vực dày đặc bom nổ chậm và bom từ trường. Hàng năm nay chưa được phá. Giữa buổi chiều qua, Lê Trọng liền cơn sốt dữ dội. Ông quảng chăn cho đỡ lạnh, điều khiển cuộc họp với ban tham mưu và kỹ thuật trung đoàn để bàn kế hoạch thi công tuyến tránh bờ nam sông. Suốt đêm qua, ông sốt 40 độ. Một chút cháo bữa chiều và thuốc uống đã theo những cơn nôn thốc nôn tháo, già hết cùng mặt xanh mật vàng. Cơn sốt đến, người ông run bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Ông đã từng qua những cơn sốt rét trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ở tuyến hướng Tây, ông cũng đã sốt, nhưng sau lần này, cơn sốt lại đến dữ dội vậy. Bác sĩ trung đoàn cử một y tá luôn ở bên ông để phòng sốt chuyển sang ác tính. Lê Trọng tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê man. Hôm nay tổ khảo sát bờ nam sông lên đường. Ngọc là một cán bộ khảo sát dũng cảm và giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, đoạn tuyến phía nam sông biết bao hiểm nguy rình rập, cầu mong chúng nó đi an toàn. Ông gọi cầu Diễm công vụ đến hỏi giúp tổ khảo sát của Ngọc lên đường chưa. Diễm nhấc điện thoại gọi xuống tiểu ban kỹ thuật rồi đáp báo cáo các anh ấy bắt đầu xuất phát. Lấy giúp mình cái ba lô, Trọng chỉ lên cái ba lô trên giá, trong túi cóc có hai lọ sâm Triều Tiên. Đúng nó đấy, thủ trưởng định uống nó cho lại sức ạ. Cậu y tá chạy lại, cậu ta nhận ra ngay đây là lọ sâm viên chỉ phát cho bộ cấp trung đoàn trở lên trên tuyến Trường Sơn. Thủ trưởng đang bệnh, nếu thủ trưởng muốn uống, xin để tôi mời bác sĩ đến hướng dẫn. Không, mình không uống đâu, đưa cho bọn thằng Ngọc. Diễn nhanh nhào, giờ các anh ấy sắp qua ngõ mình rồi. Thủ trưởng để tôi mang ra cho họ. Không được, phải là mình trực tiếp đưa. Lê Trọng đứng dậy, Diễn và cậu y tá chạy lại đỡ cho ông khỏi ngã. Diễn ra ngõ, nếu anh em đi qua, bảo đứng đấy chờ mình. Ông chống gậy run rẩy bước ra. Cậu y tá dìu ông đến ngã ba đúng lúc tổ của Ngọc đi tới. Ngọc ơi, ông gọi bằng một giọng yếu ớt, lần này đi vất vả và nguy hiểm đấy. Mình chẳng có gì ngoài mấy viên thuốc bổ này. Anh em đi, mệt quá thì ngậm cho lại sức. Ngọc và anh em tổ khảo sát xót xa nhìn trung đoàn trưởng hốc hác, xanh xao, đứng không vững. Thủ trưởng ơi, thủ trưởng mệt thế, xin thủ trưởng giữ lấy những viên thuốc này bồi dưỡng. Chúng tôi là thanh niên, lại chịu đựng gian khổ quen rồi. Hãy cầm lấy cho mình vui đi.
ở nhà mình ốm đã có quân y. Ôi Lê Trọng ơi, anh có mặt ở mọi nơi gian khổ ác liệt nhất, biết anh nhiều rồi mà vẫn chưa hiểu hết. Anh là người chỉ huy hay là người cha đang lo lắng cho những đứa con trước khi lâm trận? Ngọc đón hai lọ sâm trong tay trung đoàn trưởng mà không sao cầm được nước mắt. Anh nghẹn ngào, xin thủ trưởng yên tâm, chúng tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tổ khảo sát của Ngọc có 3 người, tiểu đoàn 66 cử thêm Đình, tiểu đội trưởng ở cửa 10 cùng đi để dẫn đường. 2 năm bám trụ, Đình là một trong những số ít người hiểu rõ từng khúc suối, mồ đá, hố bom trên trọng điểm. Ngọc đặt tấm bản đồ lên một mỏm đá, đây sẽ là nơi tuyến tránh gặp tuyến cũ. Như vậy từ Q200 đến Q5 sẽ có 2 điểm vượt sông Xê Bang Hiêng. Đỉnh nói mùa mưa vừa qua, để chặn các phi xăng thả trôi sông, đề phòng có tuyến ống đi qua, địch đã thả rất nhiều bom từ trường, một số đang nằm dưới dòng sông, một số ở trên bờ. Tôi đề nghị đi trên tuyến này, chúng ta không mang theo vũ khí và bất cứ thứ gì có sắt thép. Địa hình tương đối trống trải, mọi người cần ngụy trang kỹ để tránh thằng OV-10. Đình nói không sai, bờ nam sông là một dẻo đất hẹp, chỗ rộng nhất chỉ hơn 30 mét, có những chỗ đá chơm sát ra bờ sông. Mùa mưa vừa rồi địch chặn phá đường sông nên hố bom chồng lên hố bom, những đám cỏ tranh và rau tàu bay bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất. Tuy vậy những hố bom mới nối nhau vẫn tạo nên một bờ sông lề lói. Điều đáng ngạc nhất là bom nổ chậm và bom từ trường nằm rải rác dọc bờ sông suốt đoạn đối diện với trọng điểm Pha Bàng, trước một cái hang nhỏ mà Đình gọi là hang gấu đen, vì tại đây họ đã gặp một chú gấu đen phi từ trong hang ra, chạy lên núi, là một bãi bom từ trường, những cái đuôi bom màu xám đứng thành một đám dày đặc. Cái thì nhô cả thân đuôi lên khỏi mặt đất như hình cái oàn, cái thì những cánh bom xòe trên mặt đất như những bông hoa của tử thần, cái bị đất của những quả bom sau vùi lấp một phần. Chính Đình cũng không ngờ bom từ trường nhiều đến như vậy. Ngọc cho khoanh những vị trí có bom từ trường và bom nổ chậm để có kế hoạch đưa công binh vào giả phá. Công việc phải rất thận trọng. Bom nổ chậm mà nổ bất chợt thì đó là số phận, nhưng thằng tàu càng vo ve trên đầu thì là con cú vọ săn mồi độc ác, không được phép để lộ. Tối hôm ấy tổ khảo sát nghỉ lại hang gấu đen, một cái hang không lớn nhưng đủ kín đáo và có thể trải tăng xuống nền ngủ. Không mang theo song nồi thì ăn lương khô và uống nước bi đông. Đêm những trận B-52 bên kia sông làm hang cũng chuyển rung như đưa võng. Suốt đêm nằm cạnh Đỉnh, Ngọc nhận thấy cậu ta cứ chờ mình liên tục, không ngủ được hả Đỉnh? Khó ngủ quá, tôi nhớ người yêu. Ở cơ quan trung đoàn ai cũng biết chuyện của cậu và Lan, mọi người đều bất bình với ông Hoàng Trần. Tôi không hiểu sao ông ấy lại tự cho mình cái quyền quyết định cuộc sống của chúng tôi trong tương lai. Không những vậy, ông còn nói những câu xúc phạm đến Lan. Tội nghiệp cô ấy quá. Từ lúc ra khỏi phòng ông Trần, cô ấy buồn lắm. Đã ốm sẵn, bây giờ người gầy rộc. Ông ấy không những không đồng ý cho chúng tôi lấy nhau, lại còn gieo vào Lan nỗi lo sau này già rồi tôi không còn yêu cô ấy nữa. Thôi, bỏ qua đi. Tình yêu và lòng trung thủy là ở mình, không thể do ai định đoạt. Đêm hôm ấy, Đình và Ngọc bỗng trở nên thân thiết. Qua Đình, Ngọc hiểu và khâm phục hơn những người lính bám trụ trên trọng điểm Pha Bàng, hiểu sâu hơn về quy luật đánh phá của địch. Đình đã kể cho Ngọc nghe toàn bộ thiên tình sử giữa anh và Lan. Anh nói cho vơi nỗi nhớ, mỗi tiếng Lan phát ra, anh vẫn cảm thấy nó thiêng liêng, trân trọng. Ngọc cũng kể cho Đình nghe về mình. Họ đều lớn lên ở Hà Nội nên cũng có nhiều điều tâm sự. Phải mất thêm một ngày cật lực họ mới hoàn thành việc khảo sát 7 cây số bờ nam sông và nơi tuyến ống vượt sông. Ngọc cẩn thận vẽ thành sơ đồ các vị trí có bom, các vị trí có thể đưa ống vượt sông, những chỗ có thể giấu ống. Vậy là việc khảo sát định tuyến ở nam sông coi như hoàn thành tốt đẹp. Mất một tuần lễ cho việc lập kế hoạch chi tiết và chuyển ống đến các vị trí. Vừa cắt cơn sốt, Lê Trọng đã xuống ban kỹ thuật. Ngọc dẫn mình đi kiểm tra tuyến. Báo cáo thủ trưởng, tuyến nguy hiểm lắm, dày đặc bom nổ chậm và bom từ trường. Xin để anh em dọn dẹp xong, thủ trưởng hãy đi. Đây là việc thành bại trong mùa khô đầu tiên của trung đoàn. Mình đã chỉ thị các cơ quan phải bám tuyến. Trung đoàn trưởng mà có mặt thì không ai còn có thể chối từ. Thêm nữa, mình đã xem phương án tập kết ống của cậu theo nguyên tắc vận chủ. Lý thú đấy, vì nó tiết kiệm được sức lao động của bộ đội. Tuy nhiên, ở chiến trường,
còn phải xem xét đến các yếu tố địch tỉnh nữa. Đó là trách nhiệm của chỉ huy. Biết không thể ngăn được trung đoàn trưởng, Ngọc cùng Lê Trọng và Diễn lên đường. Đình vẫn là người dẫn đường qua đoạn bờ sông dày đặc bom. Lần này chỉ mất một ngày, họ đã thị sát xong tuyến. Buổi chiều, sau khi bơi qua sông, cả bốn người mệt lử. Riêng Ngọc mất mấy đêm thức giấc khuya tính toán phương án tập kết ống, được một tối rảnh. Sau khi ăn cơm chiều, anh mắc võng ngủ vùi. Hôm sau, khi mặt trời nhô lên khỏi dãy núi đá, Ngọc mới tỉnh dậy. Anh vươn vai, cảm thấy sảng khoái sau một đêm ngủ bù. Diễn và Đình đang nấu bữa cơm sáng. Ngọc hỏi thủ trưởng Lê Trọng Đông. Cụ ấy đang giặt quần áo dưới suối. Ngọc nhìn lên cành cây đầu võng, nơi vắt bộ quần áo lấm lem bùn đất chiều qua trút xuống. Định hôm nay giặt, không thấy đâu. Anh Toàn chạy xuống suối thì thấy Lê Trọng đi lên cười rất tươi, chân tay cầm mấy bộ quần áo, có cả quần áo của anh. Ôi, sao thủ trưởng lại giặt quần áo cho tôi? Cậu mệt quá ngủ như chết, mình không ngủ được, tiện giặt luôn cho cả hai anh em. Có gì sai đâu, thủ trưởng làm tôi khó nghĩ quá. Ngay cả quần áo của thủ trưởng, để Diễn nó giặt, thủ trưởng còn phải làm nhiều việc khác quan trọng hơn chứ ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.